Tôi không có thời gian để sắc uống, tôi muốn sử dụng rễ sáo tam phân để ngâm rượu. Xin hỏi là sáo tam phân có ngâm rượu được hay không ạ? Tôi xin cảm ơn. Chào bạn, rễ sáo tam phân thì có thể sử dụng để ngâm rượu được. Tuy nhiên thì cũng cần lưu ý là dùng rượu sáo tam phân khắt khe hơn so với dùng sáo tam phân sắc nước uống. Bởi vì không phải là ai cũng có thể sử dụng được rượu sáo tam phân. Đặc biệt là dùng sáo tam phân trong việc hỗ trợ điều trị ung thư thì chỉ nên dùng dưới hình thức là sắc uống. Công dụng của rượu rễ sáo tam phân là giúp tăng cường chức năng tiêu hóa, giảm đau nhức xương khớp, giúp ăn ngon, ngủ tốt, phòng ngừa u bướu. Lưu ý là rượu sáo tam phân thì chỉ nên dùng cho người bình thường không có bệnh tật gì. Dùng sáo tam phân với mục đích là phòng bệnh, tăng cường sức khỏe, giảm đau nhức xương khớp. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.